Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm trà trái cây và cách đánh kem muối để làm cà phê muối nhé. Mình sẽ sử dụng trà đăng là 25g trên 1 lít nước hoặc là 1 lít mốc. Chúng ta sẽ ủ trong vòng 15 phút. Ở đây thì mình đang làm công thức là 2 lít. Trong quá trình ủ trà rất cay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh kem muối luôn nhé mọi người chuẩn bị cho mình tầm 700 ml rít lùng 100 g bột muối tầm 30 g đường vàng và 7 g muối Sữa tươi thì mình sẽ sử dụng tầm 300 đến 350 ml và chúng ta có thể cho thêm tầm 15 đến 20 ml sữa đặc. Mình sẽ cho toàn bộ nguyên liệu vào trong một cái ca. Sau đó mọi người sẽ tiến hành đánh bông lên. Đầu tiên thì mọi người sẽ đánh ở mức độ nhẹ để cho các hỗn hợp tan đều hòa quyện với nhau sau đó chúng ta sẽ đánh ở mức độ mạnh hơn trong quá trình đánh thì trà mà mình ủ tầm 15 phút cũng đã được rồi nè bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm trà trái, trái cây nhé thì mục lít trà trái, trái cây thì mình sẽ sử dụng tầm hai trái cơm hai trái chanh Lúc nãy mình nói nhầm với mọi người là mình làm công thức 2 lít. Mình đang làm công thức 1 lít nhé mọi người. Thì mình sẽ sử dụng hai trái cam, hai trái chanh và 120 ml syrup ở dâu. Cam thì mình sẽ lấy nước tầm khoảng gần 200 ml nước cam. Sau đó mình sẽ cho hai quả chanh vào mình cho 300 ml đường đường nước nha mọi người sau đó mình hòa tan hỗn hợp và mình sẽ sử dụng kèm với trái cây